quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, từ ngõ ngách đến cổng chung cư. Bất cứ chỗ nào cũng có thể là nơi đón trả khách. Còn dọc tuyến phố Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, tình trạng xe đi như rùa bò, dừng đỗ bắt khách lại tái diễn. Những vi phạm này đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trước thềm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đáng nói là những khu vực này đã lắp camera phạt nguội, lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát.